cần giao. Cứa alo cho mau. 0947 640 046. Cứa, ui giời. Ôi ôi tụi con. Lên lên lên, ơi cả, ôi. Ui, tổ thế. Ui, hai tay hai con. Mỗi thằng hai tay hai. Ui, rồi nhảy dây vào hơn đường. Ui, đâu rồi? Đâu rồi? Hello tất cả mọi người đã quay trở lại video tiếp theo của anh em mình nhá. Chuột đồng nhá mọi người nhá. Hôm nay anh em mình lại đi đuổi chuột tiếp mọi người ạ. Bắt được con to này chưa? Dồn lại đi, nó lại ra đấy. Dồn lại đi. Rồi, đồng đấy từ từ đã. Bới ra. Xem có tạng không, đặt cái rọ vào. Đây, đặt cái rọ vào tạng này để bới. Ở trong này phải đặt rọ. Chặn trong cái này nữa. Chặn hơi nhỏ. Còn cái nịt. Con thằng lằn. Đâu? Chạy quá rồi, con chạy vào đây chạy luôn. Ở đây, cái này. Nhỏ lắm, đỉnh mẹ. Nhỏ. Mẹ mẹ được rồi. Đâu xem nào. Bé bùi à? Được. Bé cứt, thế nữa là đẹp rồi. Tại đâu? Trong là nhiều lắm. Đặt rọ vào. Có mấy lên, mấy lên, bắt nó. Quay nhầm ơi. Nhìn tạ lại, Chết. Hai con. Nó quẩn đi quẩn lại. Ui ui, quần đoàn đuổi chuột. Thấy không? Bắt được không? Ấy. Ấy. Chết, bắn này chết rồi. Ui, đồng đây mà không bắt được con chuột nữa. Chết. Hả? Đó. Ô. Được, nhặt hết. Cái túi này có gì không? Không. Mấy con này. Đây, ai cơm lấy một túi nem đựng đấy. Tí nữa cứ cầm đi, cứ cầm đi, tí nữa nhiều thì mới chia nhau. Đây rồi. Được rồi. Cảm ơn mọi người. Từ. Chết mày. Ấy. Chưa rồi. Chưa rồi. Thế mà chuột. Đấy, đâu đây mà. Ấy. Ui. Rồi. Mẹ không thể thoát được. Từ ra bắt được cho đây. Bắt được trên này đây. Đây. Ui. Đâu đây rồi. Từ nó quay lại rồi đấy. Đấy, dùng rồi. Đâu con đâu đây nữa đâu? Nó ở cả ngoài bụi này, chắc ở ngoài này cũng phải ở mỗi lần dưới đường đâu. Không thể thoát được. Đâu? Ôi. Đấy, em thử nó chạy ngủ vào đây này. Đi vào đây. Đâu rồi? Ui, con này to ạ. Nó bò lên tay Linh kéo để ý nhá. Đâu nhỉ? Ui, toàn con to. Ui, chuột đấy. Mạnh ạ. Tạm to thôi. Ui, cơ. Ui, đây rồi. Ui, toàn con to. Không đến lượt vô hả? Từng con nữa. Ôi, cơ. Quay lại. Đây, đây, đây. 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 Đây, đây
ôi hài tài hài còn. À đến lượt tụi con rồi. Giật được chưa? Giật được chưa? Giật được chưa? Vẫn để nó ăn mất à? Ôi tôi túi này đầy quá rồi, lấy túi kia đi Tùng ơi. Em lấy túi kia đi, túi này buộc nó lại. Chết. Hoặc phát rách quần rồi. Được không? Đây nó xuống, Chết, chết rồi, chết. Nhiều vãi, thằng nào mồm lúc nãy bảo ở đây không có nhỉ? Đây, mày đã biên đi. Mẹ, tao bảo bọn thằng đấy quay lại rồi, mình bảo thôi cứ sang đi xem thôi. Ui, nhỏ lắm. Nhỏ lắm. Từ từ để đặt. Tắm lồng. Không. Được không? Ây à, ba con à. Cắm lồng được ba con. Bịt luôn. Có gì đâu. Có bịt lại. Cắm lồng. Rồi đi. Đấy, cầm đây. 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 Rồi. Đã. Ừ. Đang đổ được đâu. Rồi. Cầm lại. Đây nha. Kẹp vào cái quấn lại kẹp tiếp. Không phải buộc đâu. Đấy thế. Nhiều ghê. Ê lên. Bé cứt mà bé. Đây. Đấy đây, Trung, đến Trung rồi đấy. Con bé to chứ. Bé cái nhôn. Bé cái gì? Bé à? To vậy. Rồi đâu? Từ đứng sát bờ kia ông nó chạy sang bên kia nhá. Thắm ơ có chết tích. Qua rồi đấy. Có một con to, đấy. Đúng rồi. Ra ngoài đó, chết. Con mới nhảy ra ngoài đây. Đúng con được không? Ui Dũng còn bắt cái tí về ăn con đấy rồi nha. Ấy đừng. Đi. À, Dũng được con to. Và toàn luôn. Chỗ như một khi đôi tay. Con chó đấy đâu. Thử hẳn to ra nó không lên đâu. Nó lên đấy. Anh thường lại bắt lại con mini được không? Bắt hết. Từ đây. Ui, chỗ này được nhiều hơn bên kia ấy nhỉ? Rất nhiều. Mà bọn này không đi chỗ kia nó nhảy bao nhiêu con sang cũng mới hả? Hả? Ờ, tí nữa. Vườn này nó thông nhau mà lỗ cái kia. Tí nữa sang đấy. Sao bây giờ cứ đi vòng tròn được gì đâu mà đi chưa? Ừ. Đi nữa đi. Không đi vòng tròn này nó. Quách cờ đây. Bây giờ đi nữa. Chỗ này bước vào phát là thấy. Rồi, đi. Chết. Ôi chết. Đây. Quay lại rồi. Vâng. Ôi, chạy thế thôi, cô để thế thôi nhé. Để ý nó bơi. Bơi. Nó lặn đấy. Đuổi qua đây đi. Để bọn này. Xuống nước. Ui. Được không? Ui, đội chó này không con chuột nào chạy được. Ai à? Ấy, cái đấy, chó đầu đỏ nữa cơ. Chà, cú vụ mà vừa thấy con chuột và hắn cắm đầu bụi chuối luôn. Vẫn bắt được con chuột. Ôi mẹ. Con bé vứt mẹ đi. Được. Cho nó để nhau, thật sướng. Nặng chưa? Một thằng ra ngoài. Ra ngoài, kéo xếp gai. Đấy, tao bảo rồi. Kia nó gì nữa. Đây. Đây. Từ. Anh em ơi, bắt con gì nữa ngoài đây. Từ. Ôi, kia. Nó đây. Chúc. Chúc lại, nó quay lại rồi. Hai con to lắm. Hai con chết. Một
Chậm đây, kia đây. Chờ nhảy nữa đi. Ôi, loạn mẹ. Ờ, chạy đây không, anh đang ra gì, anh bắt con ngoài này. Ôi, đây, 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 sang ruộng đây. Ôi, đây. Một con phóng sang đây mà. Mất đâu rồi này. Đây này, một con chạy sang đây này. Tố. Đủ ma. Mình đuổi theo thế mà chạy vào đây mà mất luôn này. Trong này. Làm sao mà thoát được. Làm sao mà thoát. Hai con, một con chạy ra ngoài kia. Nhanh quá. Mình cứ để ý mày quay. Từ từ. Bắt hết đây đi. Nó nổi chưa? Nhầm đưa rồi xách ra ngoài đó. Bục lại cái. Ok ok, ra nào. Ra đây. Ui. Hai tải rồi nha anh em nhá. Ra nào, cho con này vào đi. Anh Dương bảo không phải đi đâu. Tao bảo ở chỗ này không đấy, bọn mày cứ đi đâu. Đi đâu? Đây rồi. Anh này ơi. Đây đây. Đây rồi. Quánh lồng ác quá đi. Đấy là cái lồng còn lồng hỏng đấy. Nhà có mấy cái lồng cơ mà. Lại chạy vào. Cứ đây đây, cứ bắt đây, cứ bắt đây. Anh buộc lại túi mà. Thôi, cho tải lên chứ. À, không tải chết, chết em. Tải nó chết ác lắm. Rồi, kết quả của anh em mình khoảng tầm 2 tiếng đây nhá. Ôi, chết, chết. À, được rồi. Ngã. Đau rồi. Hai tiếng được hai túi được khoảng tầm 15 cân nữa anh em nhá. Hơn. Ở đây 50 cân rồi. Khoảng tầm 15 cân hai túi rồi. Dặn dặn này. Dặn dặn ra. Đâu nước nước ra. Thỉnh thoảng dặn dặn là tí. Chân mương chân. Chân đấy. Có mà chạy nhiều lắm. Chắc chắn có luôn. Từ từ thôi anh em ơi. Từ từ thôi. Ôi đi này. Ôi. Ôi. Từ Danh à? Từ Danh à? Được không? Dung dung con cặn đấy đi, đừng xuống. Lồng lại hai con à? Kéo kéo nó treo tường. Đây, đấy dồn vào, không nó treo tường. Nó chạy nhanh nó không treo tường. Đấy, biết rồi, trông để đỡ treo tường ấy, được không? Đấy đây, 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 to đây. Được không? Đây. Nào, từ. Anh em canh tường nhá. Dám đi. Đây nằm đây không qua không? Đi sát tường tại đây để. Kìa đi, sát rồi, em kéo cái đấy ra. Kéo ra, nó không treo tường nữa. Nó vào bao nhiêu rồi đấy. Nó có cỏ nó bấu lên, nó treo. Chưa sẵn sàng đâu. Đấy rồi. Đấy, qua đấy. Nghe con chuột đấy. Con này 15 con. Có 13 con rồi. Vô chiều rất là chi tiết. Dập. Đặt về như thế này. Ai bảo nhấc cái kia lên. Trượt. Chi tiết đấy. À, bắt được rồi. Ui to. Đây tháo cái đấy ra. Nhiều. Đi sát tường đừng để nó chạy. Đấy, đấy. Ui dồi ôi. Mày mà điên. Vô tụt cả quần.
ui giời. Ôi ôi tụi con. Lên lên lên. Ê cá. Ôi. Ui. Ui, to thế. Ui hai tay hai con. Mỗi thằng hai tay hai. Ôi thôi nhảy đây mà. Ui. Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Ui hai con to quá. Ôi ôi ôi. Mở túi đi, mở túi, mở túi. Là có sẵn hai tay bốn con. Đó, đó, đó. Rồi, rồi, rồi. Đây, 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 một con. Đó, đây, đây. Đâu rồi? Túi đâu nhỉ? Ui, trời ơi. Ui, ui, to hỏi. Ui. Đây, đây, bỏ rồi. Đây, đu, đu. Tôi trong người em này bạn ơi. Đâu 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 vào tay. Tôi ấy cửa phát vào đây đấm vòng nữa cửa tiếp phát nữa ngồi đấy nó nằm túi đâu anh em ơi. Ui chưa nó quần ở dưới có cái tạo ở dưới đây 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 tao đấy cái đằng sau. Ôi trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Chết chết chết. Đâu vậy? Đây đây đây. Đây đây đây. Ê. Nó nằm im lắm đấy. Ui to ấy, mà đội vụ được có to ấy. Ui trời. Ui cả nó đây. Ui con trắng nhá. Trắng. Chuột siêu trắng. Ui trời. Nhìn con này to. Quả dài xuống. Siêu to khổng lồ. Chuột đồng thế này là rất là to rồi nhá mọi người nhá. Túi đâu, túi đâu. Ui. Nhìn con chuột lũ hẻo nó mổ rồi nó to. Quay ra đây mà con này ăn. Ui, đấy. Chắc là 10 phút lại làm độ nầm 5 cân rồi. Đấy, ngoài đây. Nhiều cân. Lâu năm rồi chuột. Chưa còn đủ đống nữa cơ. Đống đống đây không chắc không còn mày nó cao không đấy. Thôi đi. Chết. Từ từ đợi để bắt hết dưới đã. Ôi hai tay hai con này. Mạnh ơi mạnh ơi. Đó dồn đi Dũng Dũng ơi. Đó. Đằng sau này. Ôi cái cái. Bên ngoài là có mương nãy chạy bốn thằng con rồi đây. Đây. Chết. Ấy cái ui. Từng con vồ ghê nhưng mà đéo thua. Vô trận đầu. Đây có những chiếc trận nhiều lắm chậm đi. Ui. Ui ơi. Nước to quá đi con to quá này to. To là mày phải chết con sắp đi nhìn ra. Nhìn khác với vậy. Đây quần đang ướt để xuống luôn. Đây. Từ từ cho nó mệt. Hai con à? Lộn. Chết à? Đây. Ơ này này, Linh, đập đón xuống. Ơ kìa, chân em. Vượng.
kia kia con nữa kia. Bên kia Linh ơi, Linh ơi. Đấy, đang chân rồi đấy. Dì ơi, sao con bên này, bỏ con này đi, con này bé. Đây, tỏ đầu đấy, tỏ. Ôi, sao này đi, đây, chụp một phát ăn luôn. Từ, ôi. Từ nó lại lên rồi mà, nhìn lên dưới này. Thấy đấy cái con chó lên tôi thế bây giờ đấy ơi cứ tùng lại còn thỏ định kìa, không phải từ từ đâu, sợ chạy chạy gì chọn phát là nó mới đấy được, thế mới nó mới chạy quăng quăng tí làm năm quân chán thôi, về đây chạ lắm, về bộ chạ lắm, đang bắt sướng. Để dành hôm nào lại ra. Đây, cái chỗ dưới này đuổi lại dưới này này. Để dành hôm nào lại ra. Hôm nữa ra lại có mà. Mai mẹ bà Thiền nó lại ra. Mấy giờ rồi? Có người đi là đi đấy. Đây. Đuổi bát nữa. Trong bụi đấy rồi. Từ 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 Vượng ơi. Bắt đang được đó. Ra. Kìa kìa, ui to đấy, con to đấy. Bắt lấy nó. Đấy, quay lại, chết. Con chó này tốt, con chó này tốt. To đấy. To nhìn chạy thì thấy lồng to đấy. Sơ hủ to lắm. Từ ra. Cái lồng đâu? Lồng đâu? Chuyên ra đánh lồng đâu rồi? Lại làm con rắn nữa anh em ạ. Rắn giáo. Rắn mà rắn. Thôi. Hả? Tôi thả đi. Sao lại thả? Thả cái gì? Thả đi. Các cụ đi ở đây là đấy đâu? Đã. Thôi thả nó đi. Thả. Thả vô. Người trường to phết. Nhiều chuột. Nhiều chuột quá nên là phóng sinh con rắn anh em ạ. Ngoan ngoan tí làm 5 con. Hơn 5 con rồi. Thật mẹ mổ. Thôi đi về mà mổ đi. Thành quả của anh em mình đấy nhá mọi người nhá. Không phải rơi vào đâu tầm hơn 20 cân. Giờ cho nó đổ ra đây. Cho nó đấy. Đổ ra đây. Nguyên một túi này đổ ra nhá. Định cho ra máy quay nhưng mà thôi. Anh em mình tập trung vặt. Đây anh em mình được 2 túi này. Thấy chưa? Nhiều quá trường luôn mọi người. Còn là túi này là sẽ để ý ra hạt lông luôn cho dễ. Siêu to, ui. Khủ, con khủ. Nhiều không? Nhiều không? Ít. 15. Đấy nha anh em nhá. Đây là bãi chiến trường của anh em mình này. Hơn một tiếng đồng hồ vặt chưa xong đống chuột này. Rồi. Đây là rổ này mổ rồi này. Chỗ này là những con chuột chết để lột ra này. Rồi, một rổ xảo chuột chưa mổ nhá. Tiếp tục ngoài này còn một đống đang thui nữa. Nói chung là rất là nhiều. Hôm nay ăn gọi là bữa phứa thoải mái luôn chuột nhá. 2 tiếng mới thịt xong đống chuột này. Đây là sẽ là số chuột để luộc nhá. Rồi đặt vào khăn đang dán. Và đây. Đây là một phên chuột nướng, một mẻ chứ, còn một trong chậu nữa. Và mỗi anh em lấy về một vài con cho bố mẹ nữa. Hôm nay được khá là nhiều. Nếu mà tính thịt xong nó phải hàng yến ấy nhỉ. Khoảng 17-18 cân anh. Ui. Đây là món rán này. Rán chín tới thôi nhé. Yeah, mấy cái con lột da là rán nhé mọi người nhé. Con đồ nướng đây. Ôi giời. Ngon không? Ngon không? Giúp mình cầm cả con đấy kia. Sợ mày quá con ạ. Rồi nhé mọi người nha. Còn một mẻ đang nướng kia nha. Còn đây, một mẻ đây. Sáng rồi. Sáng. Ngon chưa mọi người ơi? Khoai đó vị. Khoai chảy nước miếng. Thèm lắm.
nhiều người sợ chuột, nhiều người thèm. Xin phép mọi người nhá, bây giờ mình ăn thử con này trước cho mọi người nhá. Mình sổ trước. Chiến trước cho mọi người xem. Ui giời. Cắt luôn cả con nha mọi người ạ. Ngon này. Thử miếng này. Ơ vừa. Ui trời, đây nhá mọi người nhá. Ngọt lắm mày ạ. Ui một bẻo luôn. Quá tuyệt vời. Ăn cả xương nhá. Và mỡ chảy đầy tay. Ngọt đấy nhỉ. Đây mới là chuột. Ngon. Thôi khả năng hôm nay video mình chỉ để những cái đoạn bắt chuột cho mọi người xem nó đã thôi. Còn là bây giờ anh em mình video thời lượng video khá là dài rồi. Mình sẽ cắt bớt video tại đây nhé. Chào tất cả mọi người nhé. Nếu mọi người thấy clip hay nhớ để lại một like, một share, một comment, một đăng ký kênh Ấn Chuông bên cạnh nhá. Wow. Đây. Chuột. Ui. Tuyệt vời.